Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Blade 2023 ra mắt ở Việt Nam với một giao diện mới thể thao và cá tính với mức giá từ 19 triệu đồng. Kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2023, Honda Việt Nam chính thức ra mắt cái phiên bản mới của cái dòng Honda Blade 2023. Với một thiết kế thể thao năng động cùng với nhiều thay đổi mới mẻ trong cái cách phối màu tem đầy cá tính sẽ mang đến nhiều cái sự lựa chọn cho khách hàng một cái sự tự tin hay được cái chất riêng. Chính thức ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 10 của năm 2014, Blade đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu khách hàng, luôn giữ được vị thế phân khúc là xe số 1-0 tại thị trường Việt Nam. Với nỗ lực là không ngừng thay đổi, cải tiến đáp ứng được nhu cầu ngày càng gia tăng và đến từ khách hàng Việt, cái chiếc Blade đã được Honda Việt Nam mang đến một cái thiết kế DNA đậm cái chất thể thao, đem đến hình ảnh cái trẻ trung nổi bật dưới một góc nhìn cho người chủ sở hữu. Bên cạnh cái khả năng vận hành bền bỉ vượt trội, cái mẫu xe này là sự kết hợp hoàn hảo giữa một cách thể thao khỏe khoắn cùng với một thiết kế nó gọn gàng tiện lợi. Những đường nét là vuốt nhọn, góc cạnh nhưng không chỉ tôn lên được cái nét đẹp sắc sảo thanh thoát mà còn tạo nên cái cá tính riêng cho người chủ sở hữu. Cái phiên bản Blade 2023 với một thiết kế thể thao năng động cùng với rất nhiều thay đổi mới mẻ trong cái cách phối màu cá tính mang đến cho nhiều cái sự lựa chọn khách hàng một cái sự tự tin hiện được cái chất riêng. Honda Blade 2023 sở cho mình thiết kế thể thao khỏe khoắn. Sức hút của cái chiếc Blade 2023 đến từ cái thiết kế thanh thoát mang đậm cái chất thể thao trẻ trung với cái phần nhựa ở thân được ốp rất gọn gàng, vuốt theo cái phần chiều dài, tạo ra cái sự linh hoạt trong di chuyển cả trong cái điều kiện cái đường nhỏ hẹp hay những cái khu vực nội thành đông đúc. Cái cụm đèn hồng nó liền khối tạo cái cảm giác chắc chắn nhưng vẫn là trẻ trung. Bên cạnh đó cái mặt đồng hồ hiện đại sở cho mình những đường nét tinh tế với những thông số hiển thị rõ ràng giúp người điều khiển dễ dàng quan sát đầy đủ những thông tin và theo dõi tình trạng chiếc xe hoạt động như thế nào, mang đến một cái sự tự hào và khao khát sở hữu cho khách hàng với hạng mục là hàng tiêu thụ trong cái việc phát triển trên những cái dòng sản phẩm mới. Thì Honda Nam đã áp dụng một cái chiến lược phiên bản và cách phối màu sắc nhằm tạo ra cái sự trẻ trung hơn và một cái tính đồng bộ qua từng phiên bản khác nhau của một phân khúc. Mỗi phiên bản bây giờ sẽ hiện rất rõ một cái dấu ấn riêng của mình qua từng chi tiết màu sắc cùng với thiết kế tích hợp nhằm giúp khách hàng nhận diện giá trị cho từng phiên bản một cách rõ ràng hơn. Một cái điểm nhấn mới mẻ trên cái chiếc Blade 2023 đến từ phần thiết kế tem độc đáo đầy cái tính thể thao tinh tế trên chiếc xe. Mỗi phiên bản như thể thao là vành đúc vành đĩa, sở chứng minh cái tem của Sport thiết kế mới với logo màu sắc trẻ trung, tạo hình ảnh hiện đại linh hoạt cho người lái. Trong cái phiên bản đặc biệt là cái vành nan hoa, cái vành đĩa, mang cho mình cái diện mạo sắc sảo với cái vẻ tem chữ Special thanh thoát với gam màu vàng được vuốt chọc thân xe. Trong khi phiên bản tiêu chuẩn là cái vành nan hoa phanh cơ, là cách điệp cái phần tem xe phối màu giữa các bảng màu năng động và được khỏe khoắn hơn. Cái sự đa dạng trong phần thiết kế tem để giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn phong cách nó phù hợp thì được cái chất riêng trong từng phiên bản. Bên cạnh cái phần tem xe thì phiên bản Blade 2023 nó còn được làm mới trong cái cách pha trộn màu sắc trẻ trung và năng động. Cái sắc đen nhám đã được áp dụng cho cái phiên bản đặc biệt, kết hợp cùng với những đường nét sắc cạnh cái phần thân xe, làm nó bật cái nét đẹp nam tính nhưng không kém phần sang trọng cho người lái. Phiên bản thể thao tạo điểm nhấn với 3 sắc màu khác nhau, đỏ, đen, xanh, mang tới ảnh thể thao nó bật trong không thể trộn lẫn đâu được. Cái phiên bản tiêu chuẩn đang gây ấn tượng với hai cái tông màu thời trang, xanh, cá tính và đỏ mạnh mẽ, thu hút được ánh nhìn đầu tiên. Cái sự pha trộn và sáng tạo của chiếc Blade 2023 đã mang đến một cái làn gió mới giúp khách hàng thoải mái lựa chọn và tự tin hiện được cá tính trên mỗi cái cuộc hành trình. Honda Blade 2023 trang bị cho mình động cơ thông minh, vận hành ổn định. Kế thừa hình ảnh ưu việt đã làm nên tên tuổi thương hiệu xe máy Honda như cái độ bền cao, vận hành ổn định. Blade 2023 vẫn tận dụng động cơ 110cc với mức tiêu thụ nhiên liệu ra về khoảng 1,85 lít cho 100km, giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và bảo vệ môi trường tốt hơn, đáp ứng được cái tiêu chuẩn khí thải Euro 3 nghiêm ngặt. Cái mẫu xe này làm hài lòng khách hàng với hệ thống vận hành cũng rất là mạnh mẽ.
khả năng làm mát động cơ bằng không khí với công suất tối đa là 6,18 kW, tại ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút, trong khi mô men xoắn cực đã là 8,65 Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.500 vòng trên phút. Bên cạnh đó, thiết kế một cái tính khí động học, trọng lượng là nhẹ và vị trí người lái thích hợp đã giúp mang đến một cái sự thoải mái hơn cho người điều khiển. Những tiện ích ưu việt. Với nhiều cái tiện ích ưu việt, cái chiếc Blade 2023 đã trở thành một cái trợ thủ đắc lực đồng hành cùng rất nhiều tay lái vượt trên rất nhiều cái cung đường. Xe còn được trang bị ổ khóa đa năng 3-trong-1 tích hợp khóa điện, khóa cổ và khóa từ với thiết kế hiện đại, tính an toàn cũng khá cao, dễ dàng sử dụng và chống được reset hiệu quả. Hệ thống chiếu sáng phía trước luôn bật sáng, giúp tối ưu được cái tầm nhìn, khả năng quan sát cùng lái, khả năng nhận diện chiếc xe di chuyển trên những cái đường phố, hạn chế trường hợp quên bật đèn chiếu sáng ở phía trước khi đi trong điều kiện đẹp thiếu ánh sáng mà không đảm bảo lắm. Cái chiếc Honda Blade phiên bản 2023 chính thức ra mắt thị trường Việt bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 2023 thông qua những hệ thống cửa hàng bán xe dịch vụ Honda của nhiệm hít trên toàn quốc, chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km với mức giá bán lẻ đề xuất như sau. Cái chiếc Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn 2023 gồm những gam màu như đen đỏ, đen xanh với mức giá bán lẻ đề xuất là 19.250.000 đồng. Cái chiếc Honda Blade phiên bản đặc biệt 2023 gồm những gam màu như đen với mức giá bán lẻ đề xuất là 20.850.000 đồng. Cái chiếc Honda Blade phiên bản thể thao 2023 màu sắc gồm có đen, đen xanh, đen đỏ với mức giá bán lẻ đề xuất là 22.350.000 đồng. Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT. Cảm ơn các bạn hãy giờ clip này được chi tiếp, nhớ like, share, subscribe.